Thầy xin kính chào tất cả các em. Tiếp theo phần 1, thì phần 2 này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách xét tính liên tục của hàm số. Đầu tiên, thầy sẽ lấy ví dụ xét tính liên tục tại x bằng trừ 1 của cái hàm số fx có hai cái biểu thức. Biểu thức thứ nhất là x bình phương trừ 1 trên x sửa cộng 1 khi x khác trừ 1, và ở tại điểm x bằng trừ 1 thì biểu thức thứ hai là trừ 2. Đầu tiên, mình muốn xét tính liên tục tại x trừ 1 thì mình cần phải tính cận của nó tại điểm trừ 1 dương. Thì vì cận x là trừ 1 dương nên chúng ta phải nhập trừ 1 cộng cho 0,00001. Đối với những cái con số 0 này này, các em nhập càng nhiều con số 0 càng tốt, nhưng mà ở một cái mức hạn nhất định thôi. Ở đây thầy sẽ nhập 9 con số 0 chẳng hạn. Đấy, vì càng nhiều số 0 ấy, thì số này càng nhỏ thì cận càng về với trừ 1. Chúng ta sẽ tiến hành nhập. Sau đây, các cái thao tác máy tính thầy sẽ hướng dẫn một cách chậm rãi để các em thực hiện. Đầu tiên, thầy sẽ nhập x bình phương trừ 1 trên x cộng 1. X bình phương trừ 1 trên cho x cộng 1. Tiếp theo, chúng ta bấm CALC, tức là chúng ta đi tìm ly, tìm giới hạn. Máy tính sẽ hỏi cận x bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta sẽ nhập, vì là cận trừ 1 dương thì mình sẽ nhập cận trừ 1 này. Dương thì cộng thêm 0, phẩy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Đấy. Và các em bấm dấu cho bằng thì kết quả là được trừ 2. Đấy, kết quả chúng ta tìm được trừ 2. Tiếp theo, để xác định được tính liên tục thì mình kết hợp điều kiện thứ hai, đó là cận tại trừ 1 âm. Thế vì cận là trừ 1 âm nên chúng ta phải nhập trừ 1 trừ cho 0,000. Thầy sẽ tiếp. Bây giờ thầy sẽ không nhập lại nữa. Thầy sẽ dùng cái lúc nãy. Bây giờ chúng ta nhấn giới hạn. Lúc này chúng ta, máy tính sẽ hỏi rằng là x bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ nhập trừ 1 này. Và trừ đi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 bằng. Đấy, kết quả vẫn là bằng trừ 2. Vì fx cận âm và cận dương tại điểm trừ 1 đều bằng trừ 2 nên chúng ta kết luận hàm số fx liên tục tại điểm x bằng trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ví dụ thứ hai, đó là xét cái hàm số fx không liên tục tại một cái giá trị nào đó. Ở đây thầy lấy ví dụ, đó là hàm số fx không liên tục tại giá trị nào, tức là chúng ta đi làm bài trắc nghiệm đấy. Ở đây họ cho 4 đáp án với một cái hàm số fx có tới 4 biểu thức: x bé thua 0, x nằm trong 0,1, x nằm trong 1,2 và x phải lớn hơn bằng 2. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xét thằng x bé thua 0, tức là x cận là trừ, và chúng ta đi xét x là cận 0 dương. Đấy, cận 0 âm và cận 0 dương thì chúng ta có hai biểu thức, một là sin x và x bình phương. Để tính được điều này này, thì bây giờ chúng ta sẽ nhập lần lượt từng cái một. Chúng ta sẽ nhập vào sin x. Sin x. Chúng ta nhấn CALC là đi tìm giới hạn. Máy tính sẽ hỏi rằng là cận nhập vào là bao nhiêu. Ở đây là 0 trừ, vì đang ở khoảng âm đúng không? Thì chúng ta phải trừ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chẳng hạn 9. Đấy, chúng ta bằng. Chúng ta nhận thấy rằng nó có một số nhân với 10 mũ âm, 10 mũ âm 13. Thì chúng ta lưu ý ở cái phần thứ nhất này. Đó là thầy từng chú ý cho các bạn ở cái phần thứ nhất rồi. Đó là khi mà kết quả có một số nào đó nhân với 10 mũ âm ấy, thì kết quả nó sẽ bằng 0. Ở đây chúng ta tính được hai biểu thức này bằng 0. Tương tự chúng ta sẽ tính x bình phương này. X bình phương giới hạn nhập vào là 0 cộng 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 bằng đấy là 10 mũ âm 20, tức là kết quả một cái số 1 nhân với 10 mũ âm 20 thì mình mặc định kết quả giới hạn này là 0. Đấy, nên chứng tỏ hàm số liên tục tại x sẽ bằng 0. Đáp án A chúng ta loại nha, vì nó liên tục mà. Câu hỏi là ở đây là không liên tục. Bây giờ chúng ta đi xét tới cái điểm cận là 1. Thì chúng ta cũng xét hai điểm là 1 âm và 1 dương. 1 âm là x bình phương, còn dương là 2 trừ x. Thì thầy cũng nhập máy tính tương tự, thầy tính ra được bằng 1. Thầy sẽ nhập đại diện cho các em này. Chúng ta lấy 2 trừ x đây. 2 trừ x CLC. Cận ở đây là 1 cộng 1 cộng 0,0000000 1 bằng. Đấy. Kết quả cho chúng ta là 1. Tương tự với x bình phương các em cũng tính như vậy ở dấu trừ. Thầy không tính nữa. Chúng ta chuyển qua cái tiếp theo đó là 2. Cận 0, 1 chúng ta tính rồi. Bây giờ chúng ta qua cận 2. Chúng ta thấy này. Ở cái cận x dẫn tới 2 này là thầy tính được trừ 1. Ban đầu thầy sẽ hướng dẫn cho các em tính này. Các em nhập vào x trừ 3 CLC hỏi nhập 2 cộng 2 cộng 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 bằng. Vậy là nó sẽ về trừ 1. Bây giờ khi mà x bé thua 2 thì là chúng ta dùng ở x lớn hơn hoặc bằng 2 thì chúng ta lấy x trừ 3. Nhưng mà khi x mà cận âm chúng ta sẽ lấy 2 trừ x. Thầy tính ở đây là bằng 0. Thầy sẽ hướng dẫn các em nhập như sau. 2 trừ x CLC nhập này, cộng âm này, tức là 2 trừ 0,0000000001 nha. Bằng 10 nhân cho 10 mũ trừ 11, tức là lưu ý này, chú ý này, kết quả mà số nhân với 10 mũ âm ấy, thì chứng tỏ giới hạn của nó là bằng 0 nha. Vì chúng ta nhận thấy này, cận về dương, hai dương và hai âm nó có cái kết quả khác nhau dẫn tới đấy, chúng không liên tục tại 2. Cụ thể là fx sẽ không liên tục tại 2. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Với ví dụ tiếp theo, thầy sẽ lấy cho các em ví dụ tìm m để hàm số liên tục tại x sẽ bằng trừ 1. Trong đó fx có hai biểu thức. Chúng ta quan sát ở biểu thức thứ hai là có giá trị m, đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta này, đi tìm m này này, để làm sao cho cái thằng fx này này liên tục tại x sẽ bằng trừ 1. Thì để làm được, để tìm được cái m này này, thì các em cần tiến hành cho thầy một vài bước như thế này. Bước thứ nhất là các em nhập vào hai cái nhánh của fx này vào máy tính. Để nhập được vào máy tính, các em tiến hành quy đổi như sau. Thay cái biểu thức thứ nhất có chứa x là bằng y, và biểu thức thứ hai có chứa m là bằng x, tức là cái chúng ta đi tìm trong máy tính là x. Các em tiến hành nhập như vậy cho thầy.
Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em nhập vào máy tính. Đầu tiên, biểu thức thứ nhất là căn của 3x cộng 4 chính là bằng 3y cộng 4, đúng không? 3y cộng 4 trừ cho 1. Dưới mẫu các em nhập x sơ cống cộng 1 chính là y cộng 1 này. Bây giờ chúng ta tiến hành dấu bằng này, alpha này, bằng này. Tiến hành nhập m. Nhập m chính là thầy đã quy đổi thành x rồi. Các em nhập nhập x vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai này. Bước thứ hai thì có nhấn shift với solver này. Sau đó máy sẽ hỏi nhập y. Nhập y các em nhập vào cận và không thêm 0,001. Các bạn nhấn dấu bằng. Tiếp theo máy sẽ hỏi là solve for x. Các em tiến hành bước thứ nhất này, nhấn shift này, CLC này, máy sẽ hỏi y này, các em nhập cận này, cận ở đây là cận trừ 1 này, cận trừ 1 cộng thêm, các em nhập 0,0001, nhập cho thầy 0,1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 1 này. Sau đó các em nhấn dấu bằng, máy sẽ hỏi solve for x. Đấy, các em tiếp tục bấm dấu bằng cho thầy. Thì kết quả x máy hiện ra là 1,5. Đấy, kết quả 1,5. Tức là ở đây đáp án sẽ là đáp án D. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em xét tính liên tục ở một vài dạng toán thường gặp trong các đề thi. Thầy mong các em sẽ luyện tập thường xuyên hơn và chúc các em làm bài thật tốt.